Xin chào tất cả quý vị học viên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái đề tài khá có những gây phấn, tức là cái nhân viên học và vấn đề nhân viên ở trong Phật giáo. Thì tôi biết sơ bộ, nhưng mà bởi vì đây cái kê biển trường nhỏ quá thì tất cả xa không thấy. Tức là nhân viên học đó, thì trong Phật giáo của mình, Đức Phật trong các kinh sách dạy cho chúng ta rằng muốn phát nguyện đồ sinh thì cần phải học ngụ minh. Mà trong ngụ minh thì tất cả Phật tử mình ai cũng biết rồi, tức là gồm có thân minh, trung sản minh, y học minh, nội minh và nhân minh. Thì cái mà chúng ta sẽ đề cập tới trong khóa học này là đề cập tới thì nhân minh học của Phật giáo. Và thì tôi sáng thì biết là có một vị của Phật tôi là đọc cuốn sách nào để hiểu về nhân minh học. Thì tôi có khuyên là nên đọc một cuốn sách có tên là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Đây là cái cuốn sách của ngài Thương Hiệt Lan, tức là đệ tử rất giỏi về nhân sinh học của ngài Trần Nam. Và ngài Việt Nam khi đi sang bên Trung Quốc 15 năm và đem về rất nhiều các bộ kinh, và ngài đã dịch cái bộ Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận đó để sơ bộ cho tất cả quý vị được thấy. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào nhân minh học của Phật giáo. Cái này nó khó khăn lắm, nó đòi hỏi về một cái sự hiểu biết rất lớn về cái giáo lý của đạo Phật. Thành ra những cái từ ngữ, những cái thuật ngữ nó rất là khó khăn, bởi vì đại học này gọi là luận lý học. Thành ra nếu như bây giờ mình đi vào từng chi tiết thì tức là ăn trưa xong thì chắc là mình sẽ ngủ gục luôn. Thành ra tôi sẽ biết nói cách tổng quát để cho các học viên được biết nhân minh học là gì. Rồi thì năm sau, trong kể năm thứ hai, năm thứ ba mình sẽ đi sâu hơn nữa về nhân minh học của Phật giáo. Thì bây giờ đây thì làm sao để cho tất cả quý vị ở đây hiểu được thế nào là nhân minh học. Thì trước khi mà đi vào cái nhân minh học Phật giáo thì cũng phải đề cập tới Tây Phương cũng có một cái phương pháp tựa tựa như nhân minh học, nhưng mà đưa cái luận lý tranh luận về đâu đó thì hai cái phương pháp nó hoàn toàn khác nhau. Thì cái mà của Tây Phương và đặc biệt Tây Phương Cộng sản thì người ta cũng có một cái môn học về luận lý rất là chặt chẽ, đặc biệt là những người cộng sản họ gọi rằng là điểm chứng pháp duy vật trụ quan. Thành khi người cộng sản họ đi hoạt động, họ ăn nói, họ thuyết phục những cái người mà chưa theo chủ nghĩa cộng sản thì họ áp dụng cái gọi rằng là điểm chứng pháp để thuyết phục, và cái sự thuyết phục của họ rất giỏi, bởi vì họ lấy toàn những cái chuyện trước mắt để họ đưa tới thành cái lý luận. Thì trong cái điểm chứng pháp của Tây Phương thì thực sự là cái người cha đẻ, nếu như người ta có thể nói được cha đẻ của cái điểm chứng pháp thì là ông Heraclit đó. Thì người mà nói cái câu chắc ai cũng biết rồi, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, là nói cái sự biến chuyển. Thì dòng sông mình phải chạy mạng như vậy, hôm nay mình nhặt cái xuống mình bơi là cái chỗ này, nhưng cái dòng nước mà mình vừa nhặt ở hôm nay thì một giờ sau nó đã đi tới đằng xa kia rồi. Nên đó là nói về cái luật biến chuyển của trời đất. Thì Heraclit là cái người mà bắt đầu cái phương pháp mà điều chỉnh đó. Và sau này thì có một nhà triết học của Đức rất là nổi tiếng là ông Hegel, khai triển về cái biển chứng pháp này, và cái người cuối cùng khai triển thành cho chủ nghĩa cộng sản tức là ông Marx. Và cái đó ông Marx sẽ gọi, ông Marx cũng đánh giá cái biển chứng pháp của Hegel là cái biển chứng pháp siêu hình học, tức là biển chứng pháp duy tâm, tức là chỉ nghĩ cái ý niệm thôi chứ không thấy cái thực tại của xã hội con người. Và nên ông lập ra một cái, ông Marx về là cái biển chứng pháp duy vật trụ quan. Thì trong cái biện chứng pháp này mình phải công nhận rằng nó có bốn cái định luật, mà hai định luật đầu thì nó phù hợp hoàn toàn với cái lý luận và quan điểm của Phật giáo,
Còn hai ngày sau thì nó tách biệt ra một cái dòng Pháp. Thì trong tiềm thiện Pháp duy vật của Tây Phương, cái tình dục thứ nhất đó là sự biến đổi biến chứng. Họ quan niệm rằng không có cái gì có thể tồn tại độc lập mà tồn tại mãi được. Cũng như ví dụ như là cái ý niệm của những người mà nhất thần luận đó, họ tin vào Thượng Đế. Thì Thượng Đế là một cái ngôi cao, và Thượng Đế sản sinh ra tất cả vạn vật vũ trụ, và Thượng Đế tồn tại vĩnh viễn. Cái đó, cái điều kiện pháp của duy vật nó bác bỏ, và nó là không thể có một cá nhân, một cơ quan, một sự vật nào có thể tồn tại vĩnh viễn độc lập với cái dòng sống thay đổi hàng ngày. Thì cái điều lục địa cũng thứ nhất là cái lục gọi là sự biến đổi biến chứng. Phật giáo mình gọi là vô thường, tức là không có cái gì không còn cả mà nó đều luôn luôn thay đổi. Cái định luật thứ nhất rất phù hợp với Phật giáo. Định luật thứ hai đó có nghĩa là cái luật tác dụng lẫn nhau, không thể có cái nào biệt lập mà cái nào nó cũng kế dựa vào một cái khác đó là kế dựa vào một cái khác để nó sinh thành. Ví dụ như họ tổ chức một cái đại học thì tất nhiên phải mời một cái giảng sư đoàn, phải chiêu sinh mời học sinh tới, rồi những cái bài giảng phải liên hệ với nhau, thì không có cái gì biệt lập ra mà tồn tại, mà phải tương quan tương duyên với nhau. Thì trong Phật giáo mình gọi là tương quan tương duyên. Thì hai cái nhận định tiền chứng pháp của Tây Phương và đặc biệt của Cộng sản thì nó phù hợp với cái tính chất vô thường và vô ngã của đạo Phật của mình. Nhưng mà từ hai cái nhìn tiền chứng đó thì nhìn có bất cứ gì họ cũng thấy rằng phải giải thích như là cái gì cũng thấy luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến hiện và luôn luôn hợp tương với nhau để làm thành một cái gì đó. Thì hai cái lúc đó thì nó phù hợp với Phật giáo của chúng ta ở cái chữ vô thường và vô ngã. Nhưng mà khi đến nước thì đến lục thứ ba đó thì Phật giáo không có cái đó, cũng như không thể chấp nhận cái đó. Đến lục thứ ba của biện chứng pháp là lục mâu thuẫn. Và chính họ giải thích lục mâu thuẫn đó mà tiến tới cái việc là đấu tranh giai cấp. Nó có một cái tư bản chủ nghĩa, một cái bản xấu xa luôn nó làm ức hiếp con người thời thuyền. Và bây giờ cái dân vô sản phải chống lại cái chủ nghĩa tư bản, thì họ không phải là họ nói như vậy đâu, họ có lý luận, họ lý luận bằng cái luận là mâu thuẫn. Họ nói rằng bây giờ trong xã hội tư bản cũng có thể tồn tại vĩnh viễn được, nó thay đổi như tất cả mọi sự thay đổi trong đời, và bây giờ muốn thay đổi nó chúng phải để cái nó tự nhiên nó thay đổi, mà chúng ta phải tham gia vô làm cho nó thay đổi tự nhiên, tức là cuộc cách mạng đó. Thì họ dùng cái lục mâu thuẫn, như ví dụ họ nói là cái quả trứng, con gà mẹ sinh ra một cái quả trứng, thì quả trứng trong một thời gian cái con gà đó đập bể cái vỏ trứng là cái mâu thuẫn. Chúng ta cái vỏ trứng là sẽ kìm hãm nó biết viện trong cái quả trứng, nhưng mà cái con gà con nó không chấp nhận cái sự kiện là nó nằm trong quả trứng, nó phải đánh bể cái quả trứng để nó thoát ra làm thành con gà con. Cái đó gọi là lục mâu thuẫn, tức là một cái nó tồn tại, một cái khác nó làm cho cái sự tồn tại nó không thể được tồn tại, chứ cái vỏ trứng không thể biết viện mà tồn tại được. Cho nên con gà con nó phải phá vỡ cái quả trứng. Thì cũng như là cái chế độ tư bản bóc lột thợ thuyền, bóc lột người nghèo, thì bây giờ người vô sản hợp lực với nhau lại đánh tan cái chế độ tư bản đi, thì từ cái lục mâu thuẫn của cộng sản mà họ đi tới cái kết luận trong hành động là đấu tranh giai cấp, tức là có giai cấp bàn, có giai cấp thù. Giai cấp nào bàn đi với nhau, ôm nhau, thương nhau, và giai cấp mà thù địch thì là mình phải đánh, mình phải giết nó. Đó, cái đấu tranh giai cấp nó dựa trên cái gọi cái định luật thứ ba của họ là cái luật mâu thuẫn. Và từ cái đó họ đi từ cái luật mâu thuẫn là luật đấu tranh đó đó là điểm của tốt hả? Các circuit breaker đó bởi vì đèn vẫn còn circuit breaker reset. Thank you.
nếu bây giờ tôi nói không micro thì các học viên ở cuối phòng có nghe được không? Vâng, thì tôi bây giờ trong khi chờ đợi micro, tôi ráng nói lớn lên một chút. Thì như vậy đó, từ cái định luật gốc vực, tức là phải đối chọi nhau để tiến tới một cái gì tốt đẹp hơn, đó theo cái định nghĩa của người cộng sản, của chủ nghĩa Marx. Thì họ tới một cái định luật thứ tư của biện chứng pháp, nó có nghĩa là cái tiến bộ vượt bực. Đó, để họ giải thích vì sao đưa cái luật mốc vực vào một cuộc cách mạng để thay đổi xã hội loài người. Thì cái biến đổi đó họ coi rằng là đây là cái biến hóa từ lượng sản phẩm, từ một cái số lượng, nó không có phẩm giá gì cả, nó trở thành ra một cái phẩm giá. Đó, như ví dụ họ đưa một cái ví dụ, họ nói rằng bây giờ mình đun một cái nồi nước, thì khi mình đun nồi nước nó bắt đầu nóng, nó lên từ từ lên tới sôi, nó đi từ 0 độ lên tới 100 độ, thì tới 99 độ thì nước vẫn còn là nước, nước sôi, nhưng mà tới 100 độ thì tự nhiên nó bốc hơi. Thì cái đó gọi là từ lượng sản phẩm. Thật ra vì vậy phải tham gia của đó để biến cái lượng thành cái phẩm, một cái lượng của một xã hội mà trong đó tư bản pháp luật vô sản là người số đông, ở quyền người số đông. Thì bây giờ phải làm một cuộc cách mạng để đánh đổ cái chế độ tư bản, cái giai cấp tư bản đó, để biến cái lượng sát cái phẩm. Cái phẩm đó là một chủ nghĩa cộng sản đại đồng, ai cũng sống trong đó một cách thương yêu nhau, không cần phải làm việc nhiều, có ăn có mặc, không phải lo gì hết. Đó, cái biện chứng pháp của người cộng sản là như vậy. Thì tóm lại có hai điểm chúng ta đồng ý, tức là cái điểm luật định luật thứ nhất, định luật thứ hai. Định luật thứ nhất là cái sự biến đổi biện chứng, và cái định luật thứ hai là cái tác dụng lẫn nhau, tức là cái thứ nhất là vô thường, cái thứ hai là tương quan tương duyên. Trong đạo Phật mình chấp nhận như vậy. Nhưng mà từ cái chỗ đó họ đẩy sang cái luật mâu thuẫn là trong thế giới bất cứ sự vật, con người, xã hội luôn luôn có một cái sự tranh chấp giữa cái thiện chống lại cái ác, và cái ác đấy thì mình hiểu là chế độ tư bản, và cái thiện là chế độ cộng sản. Rồi thì phải đẩy mạnh, không thể họ với cái định luật thứ tư họ nói rằng không thể cải lương mà phải cách mạng. Cải lương tức là cứ nhét từ từ để cho nó thay đổi. Và họ nói là không có cái gì có thể từ từ mà thay đổi được, cái phải tự nhiên mà cái xã hội tư bản trở thành xã hội cộng sản tốt đẹp được. Chúng ta phải giúp vào, tham gia vào, làm một cuộc cách mạng giết hết cái bọn địch của mình, tức là bọn tư bản. Thì hai cái điểm đó trên quan điểm lý luận của Phật giáo không có chấp nhận cái việc đó. Còn trong Phật giáo thì lấy cái lòng từ bi làm đầu, lấy cái trí tuệ để am hiểu xã hội con người, thì tất nhiên là không chấp nhận cái việc cách mạng theo cái kiểu mà bỏ buộc như vậy. Thì đó là cái thời xưa, cái định luật cái ông Marx của Việt Nam từ thế kỷ 19 và ông Engels đó, họ biết như vậy. Nhưng mà khoa học đến thế kỷ thứ 20, tức là giữa thế kỷ 20, thì những nhà khoa học cho biết rằng ngay cái định luật mà là nước cái tới 100 độ thì nó chuyển từ nước sang hơi đó, thì cũng đúng. Bởi vì nó có những cái molecule mà đến 100 độ nó vẫn còn là nước mà nó không chịu biến ra cái hơi. Thật ra trên phương diện khoa học, cái điểm mà họ nói rằng cái đường sản phẩm là đã sai lầm trên cái mặt khoa học rồi, chứ đừng nói gì cả. Nhưng mà mình chúng ta sẽ không dài dòng về cái biện chứng pháp đó, nhưng mà tôi nói sơ lược để quý vị biết rằng cái người cộng sản khi họ đi tranh đấu, họ đi vận động đó, thì họ áp dụng bốn cái định luật này để họ bỏ buộc con người cá nhân hay là con người xã hội phải làm một cuộc cách mạng để thay đổi toàn diện xã hội, thổi tha bóc lột hiện tại.